Tử vi tuổi Tân Mão sinh năm 1951 Nam Mạng, năm 2022 tài lộc phát triển tốt. Chào mừng quý vị khán giả đã đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị thân mến, mỗi năm thì vận trình mỗi khác, do sự vận động của các thiên tinh cho nên trường khí ảnh hưởng lên từng vị trí, từng người trên trái đất cũng khác nhau. Sự vận động của tự nhiên đó ảnh hưởng trực tiếp lên vận trình may mắn và tài lộc của mỗi chúng ta. Bước sang năm 2022 Nhâm Dần, ai ai trong số chúng ta cũng tò mò về số phận của mình, không biết rằng sang năm mới cát hung vận hạn của mình ra sao, đặc biệt là với các gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 Nam Mạng. Trong năm 2022, những gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 Nam Mạng gặp phải hạn thái tuế nhưng không vì thế mà vận trình của họ không được may mắn. Do được quý nhân tương trợ cho nên những gia chủ tuổi Tân Mão cực kỳ may mắn trong năm 2022. Họ là những người có cá tính mạnh mẽ, thích giúp đỡ người khác cho nên được mọi người yêu thương và quý trọng. Trong năm 2022 này, do được quý nhân tương trợ cho nên cuộc sống gặp nhiều may mắn. Tuy không tạo dựng được cơ đồ, nhưng sự nghiệp của gia chủ Tân Mão Nam Mạng cũng khiến cho không ít người phải ghen tị và nể phục. Nghèo khổ đủ rồi, bước sang năm 2022 là một năm bùng phát của quý vị. Vậy nên quý vị hãy nắm bắt thời cơ, tạo nên những bước đi đột phá trong năm mới 2022 quý vị nhé. Chắc hẳn là quý vị cũng đang rất tò mò về lá số tử vi của mình trong năm 2022, đúng không ạ? Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi vận trình chi tiết của mình trong năm 2022 Nhâm Dần. Tổng quan vận mệnh tuổi Tân Mão sinh năm 1951 Nam Mệnh. Trong năm 2022, người tuổi Tân Mão sinh năm 1951 Nam Mệnh có mệnh Tùng Bách Mộc, có nghĩa là gỗ cây tùng, là người thích yên tĩnh, có tính cách ôn hòa. Người này có phần thiếu quyết đoán, kém nhanh nhạy, nên hay bỏ lỡ những thời cơ tốt. Sống rất tình cảm với mọi người, tuy vậy họ lại hay tiêu xài hoang phí, không biết tiết kiệm tiền bạc. Tuổi Tân Mão Nam Mệnh hay đố kỵ ghen ghét người khác nên hay hành động bộc phát không kiểm soát, gây hại cho mình và người khác. Xét về vận hạn, năm Nhâm Dần 2022, tuổi Tân Mão sinh năm 1951 Nam Mệnh gặp phải sao chiếu mệnh, sao mộc đức, vận hạn huỳnh tuyền, hạn tan tai. Năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 Nam Mệnh không phạm tam tai. Hạn hoang ốc, không phạm hoang ốc, kim lâu, không rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Mão gặp Dần, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và tốt đẹp. Xét về mối quan hệ thiên can, tân âm kim gặp nhâm dương thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là năm khá tốt cho các gia chủ tuổi Tân Mão. Nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự nghiệp phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong năm Nhâm Dần 2022, gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 cần phải chú ý tháng Kỷ Dậu, tháng 8 âm lịch, từ ngày 27 tháng 8 đến 25 tháng 9 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Tân Mão. Vào những ngày này, gia chủ cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân, tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho tuổi Tân Mão sinh năm 1951 Nam Mệnh. Trong năm 2022, gia chủ Nam Mệnh Tân Mão sinh năm 1951, năm nay gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành Mộc, hướng tới sự an vui, hòa hợp. Trong năm, gặp sao này thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sao này tốt cho cả nam và nữ. Sao Mộc Đức hay còn gọi là Mộc Đức Tinh Quân, người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp sao Mộc Đức sẽ gặp trở ngại ở tiền vận nhưng cuối cùng lại gặp được thuận lợi an toàn. Mặc dù sao Mộc Đức là sao chiếu mệnh mang đến nhiều điều tốt đẹp cho người được chiếu, tuy nhiên theo quan niệm của người xưa thì dù gặp sao tốt hay xấu chiếu mệnh cũng vẫn nên hóa giải sao nhằm cầu bình an may mắn và giảm trừ vận hạn không may mắn. Và dưới đây là hai phương pháp hóa giải sao Mộc Đức phổ biến. 1. Cúng dâng sao giải hạn vào lúc 5 giờ đến 7 giờ ngày 25 âm lịch hàng tháng. Đây là thời điểm mà sao Mộc Đức đăng viên chiếu sáng nhất trong tháng. Lễ vật bao gồm hương hoa, trái cây, oản, trầu cau, gạo muối, mũ xanh, nước, đinh tiền vàng và 20 ngọn nến cùng với bài vị màu đen có viết Đức Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân.
Tất cả lễ vật chuẩn bị đều phải có màu xanh. Trường hợp không phải là màu xanh thì phải bọc giấy xanh bên ngoài hoặc để tấm giấy xanh lót ở dưới lễ vật, hoặc có thể áp dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Sao Mộc Đức là sao chiếu mệnh thuộc hành Mộc, do đó để tăng cường cát khí của sao tốt, gia chủ được sao Mộc Đức chiếu mệnh, hãy dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc, điều này sẽ tốt về tình duyên, hôn nhân và những mối quan hệ khác. Ví dụ, gia chủ có thể đeo trang sức đá quý màu xanh lá như ngọc phỉ thúy, hoặc gia chủ có thể sử dụng màu đen thuộc hành thủy. Với quan hệ tương sinh với Mộc thì càng thêm tốt, có thể đeo thạch anh tóc đen. Gia chủ Tân Mão sinh năm 1951 năm mệnh, năm nay gặp hạn Huỳnh Tuyền. Khi nói về hạn này, người xưa đã đúc kết ra câu thơ Lục Bát như sau: Huỳnh Tiền, bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt, đề phòng tay chân. Về sức khỏe, chủ sự khi gặp hạn này sẽ gặp chứng đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xa sầm, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Về làm ăn kinh doanh buôn bán bằng đường thủy sông nước sẽ không gặp được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn trắc trở. Hóa giải niên hạn này, vốn Huỳnh Tuyền là đại hạn chủ về sức khỏe. Vì vậy khi gặp hạn này bạn cần phải chú ý hơn về mặt sức khỏe. Theo phong thủy gia cát thì tất cả các công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước, gia chủ đều không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng để lại hậu quả khôn lường. Về phương diện cuộc sống, không nên đứng ra làm chứng hay vay mượn cho bất cứ ai, sẽ dễ mang họa vào thân, tiền mất tật mang. Luận tử vi Tân Mão sinh năm 1951 năm mệnh theo tháng âm lịch năm 2022. Tháng 1, đầu năm đón xuân vui vầy bên gia đạo, gia chủ tuổi này chú ý lời ăn tiếng nói để hạn chế vạ vào thân. Tháng 2, có tin vui đưa tới gia đạo trong tháng này. Tháng 3, chú ý tai nạn bất ngờ. Tháng 4, các công việc làm ăn của thành viên trong gia đình tháng 4 không được tốt, sức khỏe kém. Tháng 5, khi đi ra ngoài trong tháng này, gia chủ tuổi Tân Mão cẩn thận, có thể gặp phải cửa quan hoặc chú ý đến tay chân. Tháng 6, có quý nhân giúp đỡ. Tháng 7, sức khỏe của gia chủ tuổi này trong tháng 7 không được tốt, công việc con cái trong gia đình cũng gặp nhiều bất lợi. Tháng 8, đây là tháng trong họ hàng nội tộc của gia chủ đón tin vui hoặc trong gia đình quý bạn có sự mua sắm sửa sang đồ vật. Tháng 9, cẩn trọng tai nạn bất ngờ với tiểu nhân quấy phá, nói xấu sau lưng. Tháng 10, tháng này gia đạo của gia chủ mâu thuẫn, thiếu hòa khí, tình cảm giữa bố mẹ và con cái không được tốt đẹp. Tháng 11, ra ngoài tháng 11, người tuổi Tân Mão quý bạn chú ý xe cộ hoặc tránh mất mát của cải tiền bạc. Tháng 12, tháng này tiền bạc của gia chủ có sự hao tán nhiều hoặc đường tiêu hóa của quý bạn không được tốt. Tổng kết tử vi tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nam mệnh trong năm Nhâm Dần 2022. Về sự nghiệp, năm Nhâm Dần 2022, với những người vẫn đang tiếp tục công việc, chuyện làm ăn công việc kinh doanh của đương số gặp nhiều trở ngại. Dù đã về hưu hay vẫn đang tất bật làm việc, mưu sự khó thành, bại khí lấn át, hành sự phải thật tỉnh táo và thận trọng. Bản mệnh dễ vướng vào chuyện thị phi, mâu thuẫn, thậm chí còn có kẻ ác ý bôi nhọ danh tiếng. Do đó, cần phải chú ý nhiều hơn đến cách hành xử. Trước khi nói hoặc làm gì, cần phải cân nhắc cẩn thận, không nên nóng nảy hành xử một cách bộc phát. Đương số cũng không nên quá cứng đầu, buộc người khác phải nghe theo ý kiến của mình. Hãy có cái nhìn cởi mở và đa chiều hơn về mọi việc, từ đó mới có thể tìm ra thấy cách tháo gỡ những khó khăn hay rắc rối đang gặp phải. Về tài chính, năm nay tình hình tài chính về cơ bản không biến động quá lớn, song người tuổi Tân Mão sinh năm 1951 cần phải giữ chặt túi tiền của mình, không dễ dàng tin theo lời rủ rê của người ngoài, kẻo bị lừa gạt. Khi có người muốn vay mượn, bản mệnh cũng cần phải cân nhắc đến đối tượng, không nên cho vay một cách quá dễ dàng, nếu không bạn dễ bị lừa đảo, vừa mất tiền, vừa mất quan hệ. Về sức khỏe, năm nay nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người sinh năm 1951. Đương số cần tập thói quen buông bỏ gánh nặng, chớ để cảm xúc chi phối hành động. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh có thể nhờ đến sự giúp đỡ và chia sẻ của con cái cũng như nửa kia, chớ nên ôm mọi chuyện vào lòng. Những gia chủ tuổi Tân Mão không nên quá cật lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp cho bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng lao động vất vả. Gia chủ nếu có thời gian thì nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy. Mệnh chủ năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình.
Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 Nam Mệnh. Về tình cảm gia đạo, năm nay các mối quan hệ tình cảm xã giao của người tuổi Tân Mão không lý tưởng, nhiều mâu thuẫn, lắm thị phi, vạ miệng. Nguyên nhân có thể là do bản tính nóng nảy, bảo thủ của chính đường số. Dù sao thì bản mệnh cũng là người đã có tuổi tốt nhất nên cố gắng giữ trạng thái tâm lý và cảm xúc ổn định, chớ nên quá kích động, dễ dẫn đến những tai biến bất ngờ. Trong gia đình, người tuổi này cũng không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của con cháu. Có những chuyện bản mệnh nên nghĩ thoáng ra thì việc gì cũng sẽ dễ giải quyết hơn. Gia chủ nên mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Mão, sinh năm 1951 Nam Mệnh, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây, phong thủy Gia Cát vừa mới chia sẻ với gia chủ về vận trình tuổi Tân Mão sinh năm 1951 Nam Mệnh. Nhìn chung, ở độ tuổi của gia chủ, công việc hay tài lộc cũng không còn quan trọng nữa. Điều gia chủ cần phải quan tâm đó chính là sức khỏe và gia đình. Trong năm Nhâm Dần, gia chủ cần phải chú ý tuyệt đối cẩn thận khi di chuyển, chân tay dễ thương tổn, cần dĩ hòa vi quý các mối quan hệ, đặc biệt là lắng nghe ý kiến từ con cháu, chăm sóc sức khỏe bản thân, vui vẻ tận hưởng tuổi già. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi chúng ta sẽ khác nhau. Và chính vì thế mà chúng ta luôn luôn phải vững tin vào cuộc sống, có thể nói rằng là đầy chông gai khó khăn này. Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2022 Nhâm Dần và từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.